Đây anh em bảo tôi thường xuyên cập nhật cái cành sung này đây. Cái cành sung hôm nay nó được hơn một tháng rồi. Hôm nay thì nó quá tốt rồi anh em. Mà nó quá khỏe luôn đấy. Cái màu lá như này là nó khỏe lắm này anh em này. Anh em thấy nó mơn mởn không? Cái hôm mà khoảng một tháng thì tôi cũng quay lại cho anh em xem một lần đấy. Hôm nay là khoảng tháng 2 tuần gì đấy. Các rễ nó chồi lên rồi nó biến thành màu đen hết rồi anh em này. Nó chuyển sang màu đen này. Đây này anh em này, thành chậu là rễ nó lỗi hết lên mặt đất. Cái này sống mà sống khá khỏe anh em nhé. Phía này thì mầm đang ra nhưng mà hơi yếu này. Nó không phải là yếu nhưng mà nó ra sau đây anh em. Còn cái bên ngạnh, bên cái nhánh này thì nó ra trước này, nó khỏe rồi này. Có một số anh em là không tin là dâm cành sung nó sống. Mà tôi dâm cành này là khá to nha anh em nhé. Đấy tôi có cập nhật từ cái lúc mà tôi cắt, mới cắt nó từ trong rừng về đấy. Anh em nào chưa xem video thì anh em có thể xem lại là cắt cành sung về trồng ấy. Mà cành to nhé, tôi chọn cành này cũng khá đẹp. Cành này một thời gian nữa, khoảng một năm, nó khỏe hết bộ rễ rồi thì mình đục đẽo của nó, đục đẽo cho nó thì cái cành này nó hơi bị đẹp luôn. Nói chung là cây gì dâm cành cũng sống anh em ạ. Nhưng mà có mỗi cái me là tôi chưa thử đâu. Khế dâm cũng sống. Cành này rất tốt. Dâm cành này thậm chí nó cái mức độ sống khỏe của nó tương đương, gần tương đương với gốc luôn anh em ạ. Tôi trồng mấy cái gốc cùng thời điểm mấy cái cành sung này nhưng mà nhiều gốc còn mầm còn chưa khỏe bằng cái cành này anh em ạ. Nhiều khi trồng cành còn khỏe hơn trồng gốc. Nhưng mà cái mức độ lâu bền của nó thì nó không thể nào bằng mình trồng từ hạt với cả từ gốc được. Nhưng mà ưu điểm của nó là nhanh ra quả anh em ạ. Dâm cành này mà mình chọn những cái cây sung mà nó đã ra quả rồi thì nó nhanh ra quả lắm. Có thể nhiều cành mà nó sống khỏe là có thể nó ra quả luôn. Nhiều anh em không tin rằng nó sống và yêu cầu tôi là thường xuyên cập nhật cái cành này thì tôi hôm nay tôi quay lại cho anh em xem. Video đến đây tạm biệt tất cả anh em nhé.